Đội sư cũ xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay đội sư cũ tiếp tục lên bán một số dụng cụ đồ nghề của Mỹ. Hình thức bán hàng trên kênh đội sư cũ là ship code hoặc là chuyển khoản. Nếu như anh em mà mua ship code thì khi nhận hàng kiểm tra hàng và trả tiền hàng và tiền ship cho bên giao hàng ha. Còn chuyển khoản thì bên mình sẽ bao ship cho tất cả các cái đơn hàng. Số điện thoại chốt hàng ở trên màn hình, mọi người gọi điện nhắn tin vào cái số trên màn hình nha. Mã số 1 là mình có mã số 1 200.000. Gồm có một cây kìm chết, không phải của vay rip nha. Cây kìm chết này thì giống như là cây kìm kẹp hàng, kẹp nụi á đó. Một cái cây tay quay Thorsen OEA nha đó. OEA nè mọi người nhìn ha, OEA của Mỹ. Một cái nữa là cây kìm mối quạ, cái mối quạ nhỏ của Mỹ ha, hãng William OEA đây nha. Cây cần 3/8 còn khá mới ha. Cây này thì của hãng Grabman này mà, nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người, không phải tại Mỹ ha. Tại Mỹ thì nó có chữ USA ở trên cái cán, còn tại Trung Quốc thì nó chỉ để cái chữ đóng cái chữ Grabman thôi. Rồi mẫu 4 món giá 200.000, mã số 1. Mã số 2 bộ 5 món cũng 200.000, số 2 cũng 200.000 nha. À, bộ 5 món thì gồm có là một cây kìm này, cây kìm này của Mỹ nha, USA này ha, mà gì USA. Cái một cái tay quay 3/8, cái này thì sản xuất ở đâu mình không rõ, không có chữ USA trên đây. Cái nữa là một cái cây cây cần 3/8 còn xài ok nha mọi người ha. Cái này đời cũ này, không biết của sản xuất ở đâu. Rồi một cái tay quay 1/4 nha, cái này là đầu 1/4. Rồi cái mỏ led, không có chữ USA nha. Cái mỏ led này 6 inch ha. Rồi chọn bộ 5 món giá 200.000, mã số 2. Mã số 3 là một bộ 3 món giá 350.000, 350 nha, bộ 3 món. Gồm có một cây kìm chết vai rip, cây size 5 nha. Cây này thì sản xuất những năm 80, có chữ vai rip trên nổi đây ha. Rồi cái này thì nó bị cái miệng thì nó bị ấy thôi, cái miệng này thì răng thì nó bị mòn nha. Trên dưới thì răng này thì nó răng hàm trên thì nó bị mòn nhiều hơn. Răng này nó mòn rất là nhiều nha. Ở dưới thì bị sơ sơ nhưng mà còn xài ok nha mọi người ha. Nó ít bị rỉ sét, còn xài rất là ok ha. Cây này cũng da dẻ còn đẹp nha, nhưng mà cái miệng thì nó hơi xấu ha. Cái răng miệng này hơi xấu. Răng miệng thì mòn khá nhiều nha. Răng hàm trên mọi người nhìn kỹ nè ha. Cái răng này hình như nó bay hết rồi. Còn được mấy cái ở trong nè. Cái dưới cũng vậy ha. Ngoài này nó răng, ngoài này nó cắn nó mòn ha. Còn ở trong thôi. Này thì nó bị chảy xước. Rồi cái mỏ led của Mỹ Ryzen. Cái mỏ led Ryzen này là Ryzen ha. Lưỡi liềm Ryzen Tool này, có nghĩa là nó công ty này thì nó sản xuất cái này khoảng những năm 1930 nha mọi người. Nghe là bằng thép hợp kim. Ryzen nó cộng chữ alloy này, nó alloy này, steel, nghĩa là thép hợp kim ha. Này là sản xuất khoảng năm 1930. Cái này rất là cổ rồi nha. USA New York Jamestown ha. USA đây ha. Cái này thì còn xài ok nha. Cái miệng thì khi khép lại nó không có được khít nha. Mở ra mới vô ok, nhưng mà khi khép lại thì nó không có được khít. Lý do là chỗ này nè, cầm người ta gõ, người ta đập, nó cắn cái gì chỗ này thì cái cây này nó không đưa lên được, hay nó không khít. Anh em muốn khít thì vũa ở trong này là ok hết ha. Rồi một bộ 3 cây như vậy. Cái này là cây mở phe, cái này thì cây chưa xài nha, còn mới luôn nha. Cái đầu này còn mới luôn nha mọi người, chưa xài. Cái này mở phe này thì sản xuất tại Đài Loan ha, Taiwan này nha. Cái này thì sản xuất tại Đài Loan, cây mới chưa qua sử dụng. Cái này thì có thể vừa mở phe trong vừa mở phe ngoài, mình đổi cái vị trí cái lỗ này là mình vỡ ha, mình vỡ phe trong ha. Rồi bộ 3 món như vậy có giá là 350.000 nha.
350 ngàn bộ 3 cây. Số 3. Tiếp theo số 4. Số 4 mình một cây vay rip 5R giá 350 ngàn mã số 4, sản xuất những năm 80 tại Mỹ. Cái này thì người ta làm dấu, người ta dùng cái máy hàng người ta chấm chấm số 7 người ta làm dấu ha. Chấm bên này cái chấm bên đây đường nữa để người ta làm dấu. Cái này thì răng lại còn đẹp nha mọi người ha. Đó, răng bên trong còn đẹp đó nha. Trên răng dưới thì còn ok hết nha ha. Da dẻ cũng còn mới luôn nha. Size 5 nhỏ nha mọi người ha. Cái này là size nhỏ nha, lưu ý nha. Size 5 ha. Size 5 thì nó dài 13.5 ha. Nó dài 13.5 cm. Rồi, số 4 này có giá là 350 ngàn. Tiếp theo số 5. Số 5 mình có cây 10WR. Cây này thì sản xuất những năm 70, đời 2 dòng cốt nha. 2 dòng cốt. Cây này thì số 5 này có giá 600. Hình thức là thân thể thì nó bị rỉ sét nhẹ thôi ha. Xuống màu đen hai bên. Xuống màu nhưng mà còn rất là ok. Răng lợi còn ok lắm nha ha. Bị mòn nhẹ thôi, không mòn nhiều lắm ha. Có mòn hai cái răng giữa này thì có cắn, còn những cái khác thì bị nhẹ thôi. Tình hình chung là còn rất là ok. Chỗ này thì nó dính những cái chấm hàng, người ta kẹp người ta hàng thì nó dính những chấm hàng nhỏ ha. Rồi, cây số 5 giá 600. Tiếp theo số 6. Số 6 giá 650 ngàn. Cái này cây 10, size 10 nha, 10WR. Cái này thì da dẻ không còn, bên này thì còn đẹp hơn. Bên này thì nó bị bong lớp xi ha. Bị bong lớp xi. Cái này thì wow, đời 3 dòng cốt nha. Sản xuất những năm 60 nha mọi người. 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng ha. À, cái này là đời 3 dòng cốt. Sản xuất những năm 60 tại Mỹ. Cái này bên mình bán là 650 ngàn nha. Cái này thì răng lợi hàm dưới thì có hai cái nó cắn nha ha. Hai cái bị cắn mà cái trong này cũng bị cắn rồi nè ha. Nói chung là răng hàm dưới thì nó bị mòn. Ha, nó bị mòn mấy cái ha. 4 cái. Răng hàm trên thì nó cũng vậy ha, 4 5 cái này nó bị mòn rồi ha. Bị mòn, nhưng mà tình hình chung là còn xài ok nha. À, miệng phía trước còn ok nè ha. Anh em về thì kẹp ốc vít là không ảnh hưởng nha, bởi vì nó có cái độ ma sát. Răng này nó tuy rằng là nó mòn, nó bị cắn, nhưng mà mình rờ nó vẫn lộn cộm và anh em sẽ còn xài được nha. Cái nào mà rờ nó bằng phẳng luôn như thế này mới xài khó được, chứ còn vậy là xài ok. Mình kẹp ốc là nó dính cái ngắt hết rồi. Nó có cái độ ma sát hai bên này trên dưới này còn xài rất là ok nha. Da bên này thì hơi xấu xí do bong xi, bên này ok hơn. Rồi, số 6 giá 650 ngàn, đợi 3 dòng cốt 560. Tiếp theo một cây số 7 là cây này là cây 10CR, 10CR, size 10CR, giá là 750 ngàn. Cây này là cây đợi 3 dòng cốt nha, 1, 2, 3 dòng. Đợi 3 dòng cốt còn khá ok luôn nha. Răng lợi còn đẹp ha. Răng lợi cái này còn đẹp nha. Răng lợi còn ok nha mọi người ha. Mô miệng còn ngay ngắn ha. Rồi, đợi 3 dòng cốt sản xuất những năm 60 tại Mỹ. Cây số 7 này giá 750 ngàn. 750 ngàn cho cây số 7 ha. Số 8. Cây số 8 cũng 750 ngàn. Cây số 8 cũng 750 ngàn. Cây này thì sản xuất năm 80 tại Mỹ. Cái này phía bên đây thì trên cái chỗ này thì nó bị rỉ sét ha. Cái này bên mình rửa dầu ha. Mình rửa bằng dầu hôi nên là nó dính dầu vậy thôi. Răng còn ok luôn nha. Cây này răng còn đẹp lắm nha mọi người. Cái này răng trên dưới gì còn đẹp hết ha. Dưới thì có cái nó bị mòn nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì ha. Răng nói chung là còn ok, còn đẹp hết.
răng lợi còn đẹp nha. Rồi, cái số 8 giá 750.000. Số 9, một cái tai quay chữ T đầu 1/2, giá 300.000. Chữ T ha, cái này mình đẩy tới để lui được nha. Thì cái này thì của William, cái này đời cổ rồi. Cái hãng này là hãng đời cũ, đời xưa nha mọi người. Hãng William này ha, William USA. Hãng William USA ha, đời cũ rồi. Giá 300.000. Cái này đầu 1/2 nha, còn hoạt động tốt nha. Số 10, giá 450.000, một cái cây cần 1/2. Cần 1/2 của Mỹ ha, của hãng này NBM USA ha. NBM 45 USA, đây là cái mã đăng ký bản quyền. Này là USA, đây là hãng NBM ha. Cây này thì cây đời cũ, còn xài ok lắm nha mọi người ha. Đầu này là đầu 1/2 nha. Rồi cái cần siết lực tự động đầu 1/2. Cần siết lực đầu 1/2. Giá 450.000. Số 11 là một cây 3/8, giá 450.000. Cây này của hãng Grabman. Grabman ha, sản xuất tại Mỹ. Giá cây này là 450.000. Pose in USA. Chữ này có nghĩa là ràng nha mọi người. Cái này nghĩa là ràng ha. Được ràng, được làm, được đốt ràng ở Mỹ ha. Đầu này còn ok nha. Cái này hoạt động ok hết nha mọi người. Cái này bên mình về ngâm rửa dầu rồi ha. Cần 3/8 thế này thì nó dài là khoảng, nó dài 17.2 nha mọi người ha. Cái này thì nó dài 17.2 cm ha. Cần 3/8. Rồi số 11 giá 450.000. Mười hai là một cây 1/2, đầu 1/2, Grabman đầu 1/2, Main USA ha. Hình thức còn khá đẹp nha. 12 này giá 650.000, đầu 1/2 ha, còn hoạt động đảo chiều ok hết nha mọi người nha. Giá 650.000. Cây 1/2 thì nó dài hơn cây 3/8 ha. Cái 1/2 này thì nó dài là, nó dài 15.8 cm ha, nó dài 15.8 cm. Rồi cái 1/2 số 12 giá 650.000. Tiếp theo số 13. Số 13 cũng một cây 1/2 giá 650.000. Cây này cũng cây Grabman Mỹ luôn nha. Grabman USA không ha. Cây này USA luôn nha. Cái này có mã sản phẩm của nó thôi, USA. Cái này thì hình thức nó còn khá mới nha. Cái này thì mình có trai dầu vô rồi. Cái này cũng ít xài nha mọi người. Dấu hiệu trài xước nó rất là ít ha. Rồi số 13 giá 650.000. Số 14, cây cần 1/2 Grabman USA, hàng Mỹ hết nha. Cây này có tem nè. Cây này là hàng lưu kho chưa qua sử dụng, giá 1.050.000. Cây này cây chưa qua sử dụng, cây hàng lưu kho anh em ha. Thì cái cây này thì nó có những cái điểm nó bị bong xây ở đây điểm ha. Rồi bên đây, bên đây có những điểm ở đây nó có trầy xước và nó bong lứt xây ha. Cho nên là cây này nó có giá là 1.050.000. Cây mới chưa sử dụng, cây chưa sử dụng nha. Cây người ta bỏ kho mấy chục năm, lưu kho mấy chục năm thì nó va chạm rồi nó bị bong lứt xây ha. Cây này cây hàng lưu kho ha. Sản xuất ở đây mấy chục năm rồi ha. Rồi cây số 14 này có giá 1.050.000. Hàng chưa sử dụng.
số 15. Cây số 15 này có giá 1.300.000. Cây này cũng là hàng chưa qua sử dụng luôn nha. Cây này cũng là cây mới luôn, cũng là hàng Mỹ hết ha nha, sản xuất tại Mỹ, hãng Grabman nha. Cây này thì nó đẹp hơn, bởi vì nó chưa có bông lốp xì ha, nhưng mà có điểm là nó bị chỗ này nó bị cắn trên cái cán này thôi nha. Cái cán này nó bị trầy những cái điểm nhẹ lên đây vậy thôi, còn này chưa xài, nước sơn còn nguyên ha, đây còn nguyên chưa tróc. Cái đầu này còn nguyên chưa trầy chưa tróc gì hết nha. Rồi số 15 giá 1.300.000 một cây cần sức lực 1/2 của Mỹ, cầm rất là nặng, rất là đã cái tay, cầm rất là đầm tay. Số 16 giá 1.400.000, cây này là cây mới đẹp hoàn hảo, cây là mới đẹp hoàn hảo ha, cũng là hàng Mỹ luôn, tem lưu kho của Mỹ luôn ha. Số 16 1.400.000, cây này đẹp hoàn hảo, chưa có trầy, chưa tróc, chưa bông xi gì hết nha mọi người nha. Này còn chưa trầy, người ta xài người ta sạch bỏ xuống dưới này, chỗ này nó trầy, nó bông nó sơn rồi nó trầy ha, còn này nó còn nguyên zinc hết, sáng đẹp ha, sáng đẹp lúc là lúc đó, hàng lưu kho mấy chục năm rồi. Rồi số 16 giá 1.400.000. Số 17. Số 17 thì mình có cái đầu. Đầu này 1/2, cái này vô 1/2 ra 1/2 lắc léo ha. Số 17 này giá là 350.000. Một cái này là hàng mới, bên mình bán là hàng mới nha. Chưa qua sử dụng. 1/2 ha. NABA. Này NABA là hiệp hội những cái nhà sản xuất phụ tùng của Mỹ ha. USA. Này sản xuất tại Mỹ luôn hết nha. NABA Mỹ ha. NABA là một cái hiệp hội rất là nổi tiếng của Mỹ nè, chuyên sản xuất phụ tùng xe rồi đồ nghề linh kiện các thứ, các cái công ty ở Mỹ nó sản xuất ha, nó lấy tên cái hội này luôn, NABA, hội hiệp hội ngành nghề của Mỹ chuyên sản xuất phụ tùng ha. Đây cái đầu lắc léo này mình dùng để làm gì, mình dùng để gắn vô cái cần ha, gắn vô cần 1/2. Anh em nào nếu như có sẵn cần 1/2 thì mình mua thêm cái này. Để mình gắn vô. Mình gắn vô mình xài thì nó gắn vô nó xài thì nó sướng hơn ha. Gắn vô xài á, ví dụ như là đây mình gắn vô. Đây là mà có sẵn cần rồi thì mua cái này gắn vô thì nó léo qua chỗ này, nó léo qua chỗ kia để anh em mình tiện thao tác dặn những cái chỗ cái ngắt ngắt ha. Đây ví dụ ở đây đó, mình gắn cái đầu lắc léo vô cái cần 1/2 đang lắc léo ha, rồi mình gắn thêm cái này 1/2 luôn ha, rồi cái khẩu 1/2 nữa đó. Anh em có thể là dặn những cái ngóc ha, những cái ngóc, những cái chỗ mà cái thế mình không có với tới được nó khó ha, thì mình xài cái đầu này nó dài ra và nó lắc léo để anh em mình có thể tiện thao tác ha. Dặn kiểu nào léo lắc léo kiểu gì cũng được ha. Rồi mình xài cái này á thì có cái chốt cái nút mở nhanh, mình nhấn vô đây cái là tự động cái này nó mở ra đó. Những cái cần Grabman có cái này là rất là tiện để cho anh em nhắn vô để cho nó mở, thì khi nhắn vô cái là viên bi này nó thò xuống ha, nó thụt vô trong, nhắn vô thì viên bi nó thụt vô trong, nên mình dễ thao tác ha. 17 giá 350.000 một cái. 18 mình có một bộ đầu điếu, đầu điếu 3/8 giá là 1.200.000, bộ đầu 10 điếu ha, 10 điếu 10 size 10 đến size 19 nha mọi người. 10 điếu Grabman Mỹ ha, sản xuất tại Mỹ hết. Từ size 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Từ size 10 tới size 19 nha.
Đây mình cầm cái điếu bự nhất anh em dễ coi ha, đây số 19 này ha, tên hãng là Grabman nè, dưới là người ta có đóng Mayen hồi nào hết nha. Đó. Điếu nào cũng là còn rất là mới đẹp luôn nha. Cái này là mình sâu lại ha, mình sâu lại cho nó dễ cầm ha, khỏi lạc. Số 18 giá là 1.200.000 ha, 10 điếu Grabman Mỹ nha. Điếu nào nó cũng đóng chữ Grabman ở USA hết nha mọi người. Số 19 thì mình có một bộ này là bộ điếu 1/2 gồm 10 điếu ha, 10 điếu từ size 10 tới size 19 nha. Tên này 10 đến 19 Grabman hết ha, OEA Grabman OEA nha, còn rất là mới đẹp luôn nha. Hàng này thì cũng mấy chục năm rồi. Ở bên trong thì đương nhiên là những cái điếu này ở ngoài thì người ta xi mạ ở bên trong thì người ta không có xi ha, cho nên là có những cái điếu nó để là kho nó sẽ bị rỉ sét nhẹ nhẹ trong này ha, cái này không ảnh hưởng nha mọi người. Số 19 này giá là 1.500.000, 10 điếu ha. Điếu bằng hoa thì nó dài hơn điếu bằng hoàng tác một chút ha. Rồi số 19 giá 1.500.000 dành cho đầu 1/2. Mình có 4 điếu cho đầu 1/2. Bộ này bộ 4 điếu này giá 1.200.000. Bộ này còn rất là mới luôn nha. Đây cái bộ này á thì nó có những cái size cũng hãng Grabman Mỹ hết. Thì bộ này có các size là từ size 21. 21 ha. 21, 22, 23, 24. 21, 22, 23, 24 nha. Đầu 1/2. Trên mỗi cái đều, trên mỗi điếu đều có nè Grabman mày vậy nhũ vậy hết ha. Hàng Mỹ luôn ha, xưa, lưu kho. Rồi giá 1.200.000 giá bộ này. Tiếp theo số 21 là cái bộ điếu, những điếu này nó lớn hơn, 4 điếu này là size lớn hơn nữa. Từ size 22, 24, 27 và size 30. Những cái size rất là lớn nha mọi người. Size rất là lớn ha. Điếu rất là mới, sáng đẹp. Mấy chục năm rồi nó đẹp như vậy ha. Grabman Mayen USA hết nha. Bộ này cũng khá nặng, số 21 này có giá 1.400.000. Từ size 22, 24, 27, 30 nó không có liên tiếp nhau nha, 22, 24, 27, 30. 22 mình có cây này chưa qua sử dụng ha. Cây này là cây 10CR, cây này hàng chưa sử dụng. Người ta bỏ kho lâu năm thì nó có những cái vết rỉ sét nhẹ như vậy ha, rỉ sét trên cái bề mặt của lớp xi mạ. Hàng này, cái cây này thì nó sản xuất những năm 80 thì nó có chữ vài rít ở trên cái lẫy. Răng lợi thì đương nhiên là nó còn nguyên zin hết nha mọi người, nguyên zin hết bởi chưa xài nha, chưa xài đó. Ngàm rất là khít luôn nha. Cái này rỉ sét này mình chà là nó ra nha, mình chà với nhám mịn là nó ra hết à. Bên đây cái điểm này nó cũng rỉ nhẹ bên trong này ha, điểm này nó cũng rỉ nhẹ nhẹ ha. Mau miệng là mọi người biết chưa xài rồi ha, hàng chưa qua sử dụng. Số 22 giá 850.000. Số 23 800.000, cây này thì tình trạng là còn rất là ok luôn. Cây này thì giống như cây số 22, cũng chưa sử dụng luôn ha. Cây này sản xuất tại Mỹ những năm 90, thân thể còn rất là đẹp ha. Tôi để lâu thì nó bị rỉ sét thôi, rỉ sét trên cái lớp xi nha mọi người. Cái này về mọi người chà thì nó cũng hết ha. Răng lợi còn nguyên, chưa xài luôn ha, răng còn nguyên. Thì người ta để lâu thì nó có những cái điểm rỉ sét nhẹ trong này ha,
để mọi người về chà thì nó ra hết. Đi sát nhẹ trên cái răng này, răng lợi còn nguyên hết nha. Đó, còn nguyên hết. Máu miệng ngay ngắn hết luôn nha. Chưa xài ha. Size 3 giá 800 ngàn. Cái này là cái size 10 nha, 10 với cái R. Số 24 700 ngàn. Cây này sản xuất những năm 80 tại Mỹ ha. Có hai cái bị cắn nhẹ nha. Cái chỗ này bị hai cái chỗ này bị cắn nhẹ, mọi người lưu ý chỗ này ha. Răng còn đẹp ha. Dưới này thì nó gồm, hàm trên này thì nó cũng cái cắn nhẹ thôi, bị mòn nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì hết ha. Mơ miệng ngay ngắn còn đẹp nha. Cái này còn khá đẹp ha. 24 giá 700 ngàn, sản xuất năm 80 tại Mỹ. 25 giá 550 ngàn, cái này size 7 nha. Size 7 VKR. Size 7 ha. Cái size 7 thì nếu mà thì nó dài là 18.2. Size 7 thì nó dài 18.2 cm ha. Cái này thì răng lợi còn đẹp nha. Còn được, ok. Còn cũng khá đẹp đây ha. Răng hàm dưới thì nó có bị chỗ này thì bị cắn ha, cắn nhẹ thôi, chỗ này cũng bị cắn ha. Răng hàm dưới thì nó bị cắn hơn răng hàm trên. Nên tình trạng này nhìn chung này còn dùng khá ok luôn nha. Thân thể còn đẹp ha. Cắn đẹp. Số 25 giá 550 ngàn. Số 26 giá 600 ngàn. Size 7R là miệng thẳng ha. Cái này thì nó sản xuất những năm 80 tại Mỹ. Cái này răng còn rất đẹp. Wow, cái này răng rất đẹp luôn. Cái này giống như là chưa xài nha mọi người. Răng đẹp như chưa xài. Màu miệng này nó có cắn nhẹ tí xíu, phía màu ha. Mọi người cứ cắn nhẹ tí xíu thôi, không ảnh hưởng gì đến cái miệng nó hết ha. Miệng không ảnh hưởng gì hết, màu cắn nhẹ tí xíu thôi. 26 giá 600 ngàn, cây 7R ha, còn hình thức còn khá đẹp. 27 là một cây xay 9 mỏ nhọn, giá 750 ngàn. Cây này kìm nhọn mà xay lớn nha. Đây là kìm mỏ nhọn mà loại lớn nhất của Mỹ, của hãng Ray Grip Mỹ. Xa lại xay 9 LNA. Cái này thì nó sản xuất tại Mỹ khoảng năm 90 ha. Môi miệng ok luôn nha. Cái này môi miệng ngay ngắn. Lớp xì có xuống màu ha. Có oxy hóa, cái lốm đốm nha. Bên đây thì nó cũng có vài điểm lốm đốm như vậy ha. Nhưng mà không ảnh hưởng gì. Răng của nó còn đẹp luôn. Mình bôi dầu thôi, mình tra dầu vô đây thôi ha. Răng lại còn đẹp luôn nha. Răng còn đẹp, môi miệng còn ngay ngắn ha. Cây size này là hiếm, rất là hiếm nha mọi người. Size 9 và size 4 là rất là hiếm luôn. Số 27 giá 750 ngàn. Cây này mà nếu như cây mới giá thì trên 1 triệu rưỡi á mọi người nha. Cây này cây mới giá trên 1 triệu rưỡi một cây. Giá rất là cao, cây này giờ nó rất là hiếm luôn. Rồi, tiếp theo là số 28. 28 thì giá 650 ngàn. Thì size 6. Cái này số 27 là size 9 ha. Thì 9 và size 6 thì nó khác nhau ha. To lớn ha. Khác nhau. Số 28 giá 650 ngàn, cái này là cái mới chưa xài. Cái mới chưa qua sử dụng, dầu zinc nó còn ha, nó chảy ra nó dính dầu zinc của nó. Người ta chai dầu trong cái ngóc ngách này nè, cái khớp nè. Nó chảy ra nó dính dầu zinc của nó luôn ha. Thì cái này chưa qua sử dụng ha. Nhưng mà chỗ này thì nó có bị để kho lâu ngày thì chỗ này nó có bị bong lớp xi nè, nó oxy hóa ra màu đen ha. Điểm như này. Còn mấy điểm khác không bị gì hết. Răng lợi thì đương nhiên là nó cái chưa xài thì nó còn rất là đẹp nha mọi người. Răng miệng còn rất là đẹp, ngay ngắn mà đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Rồi số 28 giá 650 ngàn.
số 29, giá 500.000. Cái này thân thể còn rất là mới luôn, thậm chí chưa bị oxy hóa luôn. Nhưng vì sao do nó giá 500.000 là bởi vì cái răng của nó hơi xấu ha. Răng còn ok hết nhưng mà có mấy cái phía ngoài này nó mòn nhẹ ha. Phía ngoài này nó, trên này thì nó cắn nhẹ và mòn nhẹ. Trong này không bị gì hết nha. Này không bị hết. Môi miệng ngay ngắn ha. Môi miệng ok luôn ha. Rồi, số 29 này giá 500.000. 500.000 số 29. Tiếp theo số 30, tìm điện đa năng của hãng Glentoon. Cái này cái đa năng nha. Cái này là size 8 nha mọi người. Thì cái cây này á, nó sản xuất tại Mỹ khoảng năm 2019 ha. Cây này thời đại bây giờ nha. Này sản xuất mà dây nhũi ai hết ha. Ui ai hết. Dây nhũi ai. Cái này thì nó có nhiều chức năng, gọi là kiềm đa năng. Thì thứ nhất là nó có bấm đầu cốt ở đây ha, bấm cốt. Thứ hai, hai cái lỗ này nó sáng dây. Ví dụ anh em đưa cái dây mà nhiều tép ha, nhiều sợi vô đây ha. Bóp cái là nó sáng đứt những cái sợi đó, cho những cái sợi đó nó bằng phẳng với nhau ha, nó ngay ngắn với nhau. Rồi, đây là có nhiều cái lỗ để anh em mình tuốt dây ha. Đưa dây vô, mình tuốt dây ra nó khỏi hỏng hóc cái dây đồng của mình ha, dây điện của mình. Đây, cái lưỡi cắt rất là dài ha. Cái cắt này khá dài, nó dài gần 2 cm. Để anh em mình bấm dây ha. Bấm dây. Cái miệng của nó có răng. Để anh em mình kẹp sẵn dây ha. Cái kìm đa năng. Anh em mua một cái kìm này thì coi như là anh em có các cái loại kìm khác nữa luôn ha. Cái công dụng nó rất là đa chức năng. Thì cái này là size 8. Cái này thì anh em mà làm nghề chỉ cần cầm một cái cây này trong cái túi mình là xài được, là nó căng hết các nhiệm vụ ha. Cắt dây, bấm dây, tuốt dây, sáng dây, tất cả trong một ha. Cái này thì nó dài 20.6 ha. Cái này nó dài khoảng 20.6 cm nha. Rất là gọn, cắt rất là lực nha anh em. Là cắt mạnh gấp 4 lần ha. Nên người nói là 4x stronger ha. 4 lần cái kìm bình thường. Số 30 này giá là 1.300.000. Số 31 đồng giá ha, cũng 1.300.000. Thì cây này thì cũng giống như số 30, thì nó cũng có chức năng là bấm cốt ha, sáng dây, cắt dây, tuốt dây. Tuốt dây thì nó ít hơn. Tuốt dây thì nó chỉ có 1-2-3 lỗ tuốt dây thôi à. Tuốt dây 3 lỗ thôi ha. Miệng này thì nó có những cái răng ha. Cây kìm đa năng size 8. Đây là 8 inch ha. Cây này thì nó ít lỗ tuốt dây hơn cái cây cán xanh này. Nhưng mà ngược lại thì cái cây này thì nó làm dài hơn chút. Nó dài hơn cái cây cán xanh là khoảng tầm 5 ly. Dài hơn cây cán xanh khoảng tầm 5 ly. Hai cây thì chức năng như nhau. Mà cây cán xanh thì có nhiều đầu tuốt dài hơn. Nhưng mà cây này thì dài hơn. Hai cây, một cây sản xuất năm 2018, cây sản xuất năm 2019, cây này sản xuất 2018 ha. Tại Mỹ ha. Rồi, hai cây đồng giá 30 và 31. 1.300.000 một cây. Kiệm đa năng. Lên tuôn. Tiếp theo số 32. 32 có giá 1.300.000. Cây này là cây clip trước mình có bán rồi nha. Cây Robo Full Niken, người ta mạ Full Niken luôn ha. Rất là mới luôn. Full Niken. Cây này nước Niken sáng nha. Cây clip trước mình bán là nước Niken mờ, còn cây này nước Niken sáng. Sản xuất tại Mỹ ha. Mai dây nhũi A đây ha. Cái này sản xuất ở Mỹ khoảng 2-30 năm rồi nha mọi người. Cái miệng cong ha. Cái người bóp vô đây thì nó bung ra ha. Cái này Robo thì nó có nhiều lớp thép ha, nó ghép lại với nhau. Bên này cũng vậy.
Cái này nó bền, cực kỳ bền luôn nha mọi người. Cực kỳ bền luôn, bền chắc cực kỳ. Khi mà nó ghép lại với nhau như vậy thì nó có cái độ đàn hồi và nó có cái độ cứng, cứng chắc và đàn hồi, cho nên nó bền dã man lắm. Nó bền hơn thằng vai rip nữa. Thì bởi vì cái này nó không thể nào mà nó sức mẻ nó được. Rồi, số 31 này giá 1.300.000. Cái cây này size lớn nha, nó lớn hơn cái cây vai rip. Ví dụ đây cây kiềm vai rip size 10 nè. Đây là size ha. Size của thằng Grabman với thằng vai rip. Thì thằng Grabman nó bự con hơn ha. Cái miệng này nó mở ra cũng bự hơn. Nó bự con hơn nhiều ha. Rồi, số 32 giá 1.300.000. Số 33 là một cây size 8 của thằng Grabman Robo, giá 800. Đây là cũng Magic USA đây luôn nha. Magic USA đó. Sản xuất tại Mỹ cũng cách này 2-30 năm rồi. Grabman ha. Cái này thì cây miệng thẳng. Cái này anh em bóp vô nó bung ra. Đây. Răng cũng là nhiều lớp thép ghép lại như lá giếp xe ha. Cái này miệng thẳng nha. Rất là đẹp. Mã full nickel Grabman size 8. Size 8 thì nó lớn hơn size 7. Đây là cây quay grip size 7 và đây là cây Grabman size 8. Thì thằng Grabman nó bự con hơn ha. Grabman nó bự con hơn quay grip nhiều nha. Còn ốc của thằng vai grip khi anh em mà chỉnh cái lực kẹp của anh em chỉnh thì nó con ốc này nó đi ra đi vô. Còn con ốc của thằng Grabman thì nó cái cơ cấu của nó là khi anh em chỉnh thì nó đứng nguyên chỗ nhưng nó không có chạy ra chạy vô, rất là hay ha. Ở đây nó trong cái kiện này nó có cái cơ chế để nó truyền động ha, truyền động thì nó không cho thằng này chạy ra chạy vô mà anh em dặn thì nó cứ đứng chỗ vậy, rất là hay ha. Rồi. Số 33 giá 800.000. Số 34 cây kiềm vai rip giá 800.000, cây mới chưa qua sử dụng nha. Cái này là cây 70kr, chưa qua sử dụng còn rất là đẹp. Sản xuất tại Mỹ, máy dây nhỏ USA, sản xuất tại Mỹ những năm 90. Anh em nhìn nha, rất là mới đẹp luôn. Bóng lưỡng à. Răng lợi còn đẹp nguyên luôn nha, đó. Răng trên dưới gì còn đẹp hết. Ăn chân dưới rất là đẹp luôn nha. Hồ miệng ngay ngắn ha. Răng lợi cũng rất là đẹp. Số 34 này có giá 800 ha. Hàng mới chưa xài luôn nha anh em. Hàng mới chưa xài. Update ha. Chuyên mở update của hàng thằng vai grip Mỹ. Size của nó là gọi là 10LVK vai grip. Cái này nó sản xuất tại Mỹ những năm 90 thì người ta thì cháu nội của ông Peter Sen nó mới phát minh ra cây này ha. Cháu nội của ông Peter Sen. Ông Peter Sen là người phát minh ra cây kiềm chết vai rip. Rồi khoảng năm 1955 mấy là ông Peter Sen ổng mất thì những đứa con và cháu của ông lên thay ha. Thì cái này là do một người cháu phát minh ra. Rồi, số 35 giá 750.000. Cái này sẽ lớn nha mọi người. 36 giá 950.000. Cây 10R mà đời 3 dòng cốt, rất là hiếm gặp. Nó sản xuất những năm 60 tại Mỹ ha. 3 dòng cốt rất hiếm gặp nha. Cây đời cũ ha. Rất là đẹp. Cây này đẹp như vậy cũng rất là hiếm rồi. Cái này thì răng miệng của nó thì nó có ba cái nó bị cắn nhẹ, ba cái bị cắn nhẹ nên lưu ý nha. Ba cái hàm trên ba cái cắn nhẹ thôi, hàm dưới này thì nó cũng bị cắn nhẹ, ba cái dưới này ha, ba cái bị cắn nhẹ cho nên nó có giá 950 ha. Cái môi nó cũng bị cắn nhẹ tí xíu thôi nè, không ảnh hưởng gì hết. Anh em coi kỹ nè ha, này cắn nhẹ xíu ở ngoài này, này xíu ở phía ngoài rìa này thôi. Nên là khi bóp vô mình nhìn nó có cái điểm hở nhỏ ha, hở nhỏ. Thì đã xài rồi, xài cách đây 60 rồi, 6 mấy năm rồi ha. Đây, số 36 giá 950.000. Số 37
mình có một cái cây 10CR. Cái này hình thức còn bên ngoài còn khá đẹp. Cây này cũng 3 dòng cốt luôn nha. Sản cũng sản xuất những năm 60 luôn. Nó cũng 3 dòng cốt. Cây này rất là đẹp luôn. Cây này đẹp như chưa xài luôn. Giá 1.100.000. Rất hiếm mà. Đáng để anh em chơi sưu tầm. À, răng lợi còn nguyên luôn nha. Đó. Răng của nó còn nguyên còn đẹp. Cái răng nhỏ này nó cũng còn. Cái ngòi này thì nó bị bong lít xi bởi vì nó quá lâu năm rồi ha. Sống chục sống mấy năm rồi thì nó lít xi ngòi này nó bong thôi. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ bong xi thôi. Răng lợi không bị gì hết. Còn rất là đẹp. Thân thể còn rất là đẹp luôn nha. Số 37 giá 1.100.000. 38 giá là 1.300.000. Cây kìm mổ quạ của Mỹ thì chà bá lửa luôn, rất là dài, dài tới 40 mấy cm luôn nha. Đây mình đo cái này, chỗ này cây này nó dài tới 42, nó dài tới 42 cm nha mọi người. Cái miệng của nó mở ra tối đa là 9.5 cm, nó mở to như vậy luôn ha, 9.5 cm. Cái này nó rất là hiếm gặp ha. Rồi số 38 này có giá 1.300.000 nha. Oled nha, Baco Thụy Điển ha, Sweden ha, Baco của Thụy Điển. Cái này Oled 18 nó khá nặng nha, nó nặng khoảng 2 kg nha mọi người. Baco ha, hãng Baco của Thụy Điển nha. Thì cái cây này á, khi khích vô nó rất là khích ha. Cây này nó có xài lướt rồi cho nên là nó có những cái cắn nhẹ cái rìa này ha, cắn nhẹ cái rìa này, nó có cắn nhẹ bên trong, nó không bị gì hết nha, bên trong còn rất là đẹp nha mọi người. Chỗ này thì rìa này thì nó có cắn nhẹ chỗ này đó, anh em lưu ý chỗ này ha, cắn nhẹ chỗ này ha. Cây này nó có xài rồi. Cây này cây size 18 ha, rất là lớn. Cây số 39 này có giá là 2.100.000. Mở lên ba cô còn rất là đẹp nha. Thụy Điển. Cây mở lên này thì nó dài. Nó dài 45.5. Cái này dài 45.5 cm. Rất là dài nha. Cái ngàm này nó mở ra. Cái miệng nó mở, khi nó mở ra tối đa là 5.5 cm. Miệng mở tối đa là 5.5 cm ha. Rồi, cây số 39 này mình bán giá 2.100.000 nha. 40 mình có một cây rìu X-Wing. Cây rìu này thì nó còn nguyên cái bao da của nó luôn, anh em lưu ý ha. Đó, bao da này của nó. Bao rìu của nó luôn ha. Cây rìu này là X-Wing đây. Trên dưới cái cán nó có đóng chữ Magic UA ha. Cây rìu này rìu đời cổ nha, X-Wing đời cổ. Thì cái X-Wing đời cổ á thì nó có cái lưỡi của nó thì nó có cái chỗ này để nó nhổ đinh. Ta làm chỗ này để nhổ đinh ha. Thì để vô đó, anh em ha. Đẩy lên kéo lên như vậy là nó nhổ đinh được. Cái này lưỡi còn rất là đẹp. Cái này hầu như người ta ít xài lắm mọi người, vì chỉ xài lướt thôi. Cái này người ta đóng đinh nên nó có những cái dấu cắn nhẹ, rất nhẹ thôi. Còn cái lưỡi này thì như người ta rất là ít xài. Cái lưỡi của nó hầu như nó còn nguyên như vậy luôn ha. Rất là ít xài, lưỡi còn rất là đẹp nha. Túi da, cái bao da còn đẹp luôn. Có những cái hoa văn rất là đẹp. Da bò thiệt nha, không phải da giả nha. Cán của nó thì chỗ này nó, cái cán thì chỗ này nó có bị vết sẹo à, vậy nó chỗ này độ sâu sâu nhất của nó khoảng sâu khoảng cái lỗ, có một cái lỗ sâu khoảng tầm 3 ly, 2 đến 3 ly lỗ này ha. Chỗ này thì nó bị trầy nha. Chỗ này thì nó trầy đây, điểm này nó trầy, điểm này nó có cái lỗ. Nhìn chung thì cái này còn rất là ok. Cây rìu đời cổ này nó hiếm lắm nha mọi người.
Cán này người ta làm bằng da bò, da bò thiệt, người ta cắt những cái miếng tròn tròn ha, người ta làm bằng da bò thiệt, những cái miếng tròn ha. Người ta ghép nhiều miếng da bò lại với nhau, rất là nhiều miếng, người ta cắt tròn tròn do như vậy ha. Đây phải xỏ vô trong đây, xỏ vô, xỏ mấy chục miếng vô như vậy để khi mà anh em mình bữa dùng để bữa củi ha, chặt xương thì những cái miếng da bò này nó có tác dụng là nó chống lại cái phản lực để cho cái tay mình nó không có bị tức ha, không có tay mình không có bị tức. Đây là một cái hãng rìu rất là nổi tiếng của Mỹ, còn sản xuất tại Mỹ luôn nha. Và cái mẫu rìu này là mẫu rìu đời cũ ha. Mẫu rìu đời cổ ha, nó có nhổ đinh. Số 40 này giá 2.100.000. Cái tay của nó còn luôn nha mọi người ha. Tiếp theo là một cây cây rìu số 41. Cây này thì da nó còn sáng đẹp luôn ha. Cây túi da này thì bị người ta làm dấu, nhưng mà da này nó còn, da này còn sáng đẹp. Cái cán này thì nó còn sáng đẹp hơn ha, nó không có bị sẹo nhiều ha. Chỉ có chỗ này người ta làm dấu thôi, làm dấu thôi, còn lại là chỗ nào cũng đẹp hết nha. Đây hãng rìu ha, tên rìu là S-Wing, mọi người nhìn ha, đọc rõ luôn nha. Chỗ này thì có, dưới này có mai dây ủi gà, mai dây ủi gà nằm trên cái, người ta đóng như đây, đóng cái tên hãng rìu S-Wing đây ha. Thì nó cũng ghép nhiều tấm da vô với nhau ha. Nay mà xài cái rìu S-Wing là không bao giờ mà sợ nó tụt cái cán ha, bởi vì cái cán nó đúc liền cái lưỡi như vậy, không cách gì mà nó tụt được. Đây cũng là một cái rìu đời cổ luôn. Ở chỗ này nó có nhổ đinh nè, là cái rìu đời cũ ha. Đây là cái rìu người ta mua về, người ta chưa xài, người ta chỉ làm dấu thôi. Trên này nó chưa đóng đinh luôn. Ở dưới thì ở dưới này hình như nó cũng chưa xài luôn, hoặc là nó chỉ xài gì, xài lướt gì thôi. Cái lưỡi này nó còn nguyên luôn nha mọi người. Cái lưỡi này nó cũng còn nguyên luôn. Cái này cũng còn nguyên zinc luôn, da bò zinc luôn ha. Rất là đẹp nha. Này còn luôn. S-Queen ha. Cây rìu S-Queen đời cũ. Cán bằng da bò. Số 41 giá là 2.600.000. 2.600.000 ha. 2.600.000 cho mã số 41. Rồi. Để mình so sánh cái 40 và cái 41. Anh em dễ hình dung ha. Hai cái như nhau. Đó. Hai cái như nhau nha. Số 40 thì nó có cái trầy nhẹ trên cái đầu này. Số 41 này nó không có. Số 40 thì chỗ này, da này thì nó có những cái vết trầy ha. Những cái vết trầy. Số 41 thì nó không có ha. Nó chỉ có cái vết làm dấu ở chỗ này thôi, rờ phim người ta làm dấu thôi. Hai cái thì ở dưới ha, cái này là cái lớp keo, nó dính cái lớp keo nên nó vàng vàng, cái này nó bong lớp keo cho nên là nó trắng ha. Cũng may dây nhũi A, cái này cũng may dây nhũi A luôn nha. Đó, hai cái như nhau hết, mà cũng may dây nhũi A hết nè, hai đóng hết. Hai cây là nó cùng form, nó cùng trọng lượng về kích thước ha. Đó, cùng kích thước với nhau. Lưỡi còn nguyên zinc luôn. Trên này thì có trên này thì chỉ có cái muốn mới nó chạy thôi, còn cái lưỡi hai cái như nhau, túi da như nhau, da túi như nhau ha, túi da như nhau, da bò như nhau, hoa văn cũng như nhau, cái màu sáng hơn, còn cái màu này nó sậm hơn. Rồi số 40 giá 2.100.000, số 41 2.600.000. Rồi clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha.